Rồi anh lên đây ở giờ là mấy tháng rồi? 6-7 tháng rồi. Trên cái khu vực này á hả? Anh tên chính thức anh tên gì? Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Trung Kiên, quê ở Nha Trang, Khánh Hòa. Nha Trang, Khánh Hòa, rồi đi lên Đà Lạt kiếm việc làm, nhưng mà sức khỏe không có nên không làm được, đúng không? Rồi bây giờ khi làm không được thì không có tiền mà thuê trọ, nên bây giờ đi ra ngoài này ở. Thì anh năm nay bao nhiêu tuổi ông kia? Bao nhiêu tuổi ra? Quan họ quên. 54 tuổi rồi. 54 tuổi. À, có vợ con gì không? Ủa bây giờ vợ con nó có biết mình ở trên này không? Không biết, nhưng vợ con bây giờ ở đâu? Ninh Thuận. Sao mình không về với vợ con mình ở? Không hợp nhau hả? Vợ con lớn chưa? Đứa lớn là coi như là 23 tuổi rồi. Con đứa lớn 23 tuổi rồi. Nó cũng không tìm, đi tìm cha nó hả? Nó có tìm không? Không luôn. Nhưng mà vợ con ở dưới đó làm ăn được không? Anh có biết không? Hay là lâu quá không liên lạc, không liên lạc? Nó làm chủ ăn cơm Nhưng mà lâu nay có liên lạc với nó không? Không liên lạc luôn. Từ ngày bỏ đi đến giờ là từ bao nhiêu năm rồi? tính ra 12 13 năm rồi. 12, 13 năm là bỏ vợ con đi rồi mà không liên lạc với nhau, đúng không? À, chỉ biết là bây giờ vợ con đang ở dưới Ninh Thuận. Nhưng mà quê gốc của ông Kiên là ở Nha Trang. Ở khu vực nào Nha Trang? Trồng cái cáp Ở mấy Trần Quý Cáp. Ủa vậy chỗ gần Hà Thanh đó mà, đúng không? Gần ấp Hà Thanh. Thì anh có muốn về là Nha Trang không hay là ở trên này? ký cáp xong Còn anh chị em ruột chứ? À, còn à, nhưng mà nhà bố mẹ xưa là ở ở Trân Quý Cáp luôn hả? bố mẹ mất hết rồi. À, bây giờ là nhà vừa đó mình còn nhà dưới không? Còn nhà dưới Nha Trang không? Không luôn hả? Tức là bây giờ mình là tự cố vô thân đó, là không nhà không cửa vậy. Nó vợ thì quê ở đâu? Ninh Thuận. Vợ thì quê ở Ninh Thuận. À, bây giờ nó về ở Ninh Thuận nhưng mà mình biết quê vợ chứ, mà mình không về là đúng không? Tại vì mình đã bỏ vợ con đi mười mấy năm rồi, nên bây giờ mình không có về lại. Do là do vợ nó không có chấp nhận mình hay sao? Không chấp nhận. À vậy. Bây giờ anh có nguyện vọng gì không? Có mong muốn gì không nhé? Có mong muốn về lại với vợ con không? Hay là vợ con lấy chồng khác rồi? Không biết luôn. Có bồ rồi. À, nhưng không biết luôn đúng không? Vậy thì bây giờ nó khó một cái là bản thân mình là coi như là không không nhà không cửa không vợ con rồi đó. Bây giờ đi lên đây lên Đà Lạt này thì trời lạnh như thế này mà mấy anh ở ngủ mà ngủ trong cái chỗ này này, chỗ này một hai cái mền như thế này đây, rồi sao mà ngủ cho được, lạnh lắm. Rồi nếu mà trời nắng còn trời mưa thì sao đây? Cái trò với khi ở Rồi nếu mà anh đi làm á, nếu mà bản thân anh mà người ta thuê anh làm á thì anh làm nổi không? Vì không có sức khỏe hay sao? Bây giờ nếu có người họ muốn thuê anh làm một cái việc gì nhẹ nhàng, anh có làm không? Hay là không không muốn làm? Ví dụ như làm bảo vệ hay là giữ xe rồi gì đó. Làm được không? Nếu mà làm được thì ví dụ như người ta thuê mình làm thì mình có tiền thì mình có thể là mình thuê một cái nhà nào, cái phòng trọ nào giá rẻ nhất để mình ở.
bây giờ nói thẳng ra, giờ tôi có giấy tờ chứng minh nhân dân gì hết. Không có giấy tờ gì hết, không ai dám thuê đúng không? Vì sao mình không có giấy tờ đó? Mình mất hay là mình không làm? Nhưng mà sau này là có làm rồi mà bị mất đúng không? Bây giờ không biết cách nào để làm lại đúng không? Nếu mình muốn làm lại thì mình về Nha Trang mình làm vẫn được chứ. Hả? Về công an Nha Trang làm. Nhưng mà do mình không chưa có muốn về. Chưa muốn về. Nếu mà anh đã không có giấy tờ thì bây giờ anh xin việc rất là khó. Em buộc anh phải về Nha Trang để anh làm giấy tờ, rồi lúc đó anh mới có giấy tờ anh mới đi xin việc được. Cảm ơn Kiên. Đi xa đi vậy lâu, đi bỏ vợ bỏ con đi lâu vậy thì cũng không biết con cái nó như thế nào đâu hả? Ba đứa con anh thì đứa lớn nhất là 27 tuổi. Còn đứa nhỏ nhất. Vậy là anh mới bỏ vợ đi cách đây 10 năm chứ mấy, đúng không? Mày cháu ở Ninh Thuận. Hay là anh có mong muốn là về với vợ con lại không? Cái lúc mà chia tay thì nó mình có làm giấy tờ gì ly dị được gì không? Hay là cứ bỏ nhau đi vậy thôi? Bỏ đi vậy thôi. Vợ nó cũng đi kiếm luôn. Con cũng đi kiếm luôn. Rồi trước kia anh làm gì? À cũng biết nấu ăn rồi hả? Làm đầu bếp. Thì công việc hồi đó cũng ổn định chứ hả? Bây giờ cũng hơi khó hả? Chắc cũng phải vì một cái khúc mắc gì đó thì mình mới bỏ vợ bỏ con đi chứ. Bây giờ giải quyết không có được cái khúc mắc đó thì thôi mình cứ coi như đi tha phương cầu thực. Là hồi đó anh tỉnh lên Đà Lạt này anh kiếm việc đầu bếp để anh nấu nữa đúng không? Nên là đầu bếp thì cả khả năng sức khỏe anh làm được. Phải không? Giấy tờ không có ai nhận. Thì bây giờ anh muốn làm anh phải về lại Nha Trang. Anh làm giấy tờ. Nhưng mà về công an ở dưới phương ở chỗ Trân Quý Cáp á, còn anh vẫn còn giấy tờ gốc ở dưới đó, anh có thể làm được. Phải không? Bây giờ ý anh có muốn về Nha Trang không? Để làm giấy tờ không? Không muốn về Nha Trang làm giấy tờ thì anh đâu có xin việc được đâu. Anh muốn có việc làm anh phải có giấy tờ. Mà anh là không có giấy tờ mà anh bây giờ anh không muốn về Nha Trang làm giấy tờ thì sao? Nó khó cho anh chỗ đó. Nếu anh muốn về Nha Trang làm á, về Nha Trang để mà làm giấy tờ á thì khả năng thì sẽ có người giúp cho anh để về Nha Trang làm giấy tờ, làm xong xuôi lên đây rồi á anh đi kiếm việc làm. Cảm ơn anh. Có muốn về không? Không muốn về luôn. Hận cái Nha Trang hay sao mà không về nữa? Hận Nha Trang đúng không? Hận cái thành phố Nha Trang đúng không? Nó làm cho mình, gây cho mình một cái nỗi hận mà không thể nào bỏ qua được. Bây giờ muốn đi thôi. Nhưng mà có hận cái nữa mình cũng phải về để mình làm giấy tờ. À, anh cứ suy nghĩ đi, anh sắp xếp lại đi. Rồi. Năm mấy tuổi lúc mà còn đắt gì hay làm giấy tờ nữa. Nhưng mà bây giờ cho 6-7 năm nữa thì anh sống như thế nào mới quan trọng. Quan trọng là sống bây giờ sống như thế nào, cả cha nó. À. Tới đâu hay tới đó. À, cứ vậy thôi. Kệ nó tới đâu hay tới đó đúng không? Còn bây giờ ở đây thì nhờ vào cái lòng gọi là trắc ẩn của mọi người. Ai thấy mình như vậy á, hoàn cảnh mình như vậy, cho mình gì thì mình ăn cái đó. Cho gì mình mặc cái đó. Phải không anh Kem? À, là bây giờ mình hận Nha Trang mình không muốn về nữa, coi như mình muốn buông xuôi tất cả, phải không anh? Dạ.
kệ nó, tới đâu hay tới đó. Đó là cái tiêu chí của anh bây giờ là như vậy, nhưng mà tôi sẽ nghĩ rằng là anh sẽ suy nghĩ lại, rồi sẽ có suy nghĩ lại. Thôi coi như là tạm thời nói chuyện với anh sơ như vậy để nắm cái hoàn cảnh của anh vậy, rồi anh cứ suy nghĩ lại đi. Mà nếu mà anh cần cái gì đó thì ngày này ngày mai gì đó tôi sẽ lên lại, rồi tôi giúp được anh gì tôi giúp ha. Ok chưa? Rồi trước mắt ví dụ tôi cho anh ít tiền để anh với ông bạn của anh ăn uống tạm thời trong một cái thời gian ngắn 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 rồi đó. Rồi ví dụ như có ai cho gì đó thì mình cứ để đó mình ăn, rồi mình ngủ đây thôi. Thì ngủ đây thì cũng hơi bất tiện cái là mũi rồi lạnh đúng không? Rồi thì nếu có thêm có thể tôi sẽ về tôi đem lên cho anh cho hai ông thêm một cái ít áo quần để mặc tạm thời trong cái mùa này. Ok ha. Rồi tạm biệt anh cái đã. Bây giờ mình nói